giáo viên tại Eric Renal Center, và tiếp nối với chủ đề âm phụ âm, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với âm phụ âm T nhé. Trong tiếng Anh, âm phụ âm T sẽ được đọc là T, T. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc phụ âm T khi nó đứng đầu một âm và đứng cuối một âm hoặc một từ nhé. Đầu tiên, khi âm T đứng đầu một âm, các bạn hãy đọc theo mình nhé. Time, talk, taught, take, toe, tear, attack, water, water, letter, exciting, extend. Mình hãy cùng đọc lại một lần nữa nhé. Time, talk, taught, take, toe, tear, attack, water, letter, exciting, extend. Sau đây sẽ là trường hợp âm T đứng cuối một âm hoặc một từ nhé. Các bạn hãy cùng đọc theo mình. Cat, meat, bed, hot, but. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. Cat, meat, bed, hot, but. Và sau đây chúng ta hãy cùng luyện tập với một số câu sau đây nhé. Câu thứ nhất, Tom is taking a taxi. Câu thứ hai, there is some water on the counter. Câu thứ ba, could you tell me how to get to the train station? Sau đây sẽ là phần thứ hai, âm phụ âm D. Trong tiếng Anh, âm D sẽ được đọc là D. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn hai trường hợp khi âm D đứng đầu một âm và đứng cuối một âm nhé. Trường hợp thứ nhất, khi âm D đứng đầu một âm, mình sẽ có những từ sau đây nhé. Day, decide, daddy, document, decorate, Monday, medal. Ok, chúng ta hãy cùng luyện tập một lần nữa nhé. Day, decide, daddy, document, decorate, Monday, medal. Ok, sau đây mình sẽ đến với trường hợp thứ hai, khi âm D đứng cuối một âm hoặc một từ nhé. Các bạn hãy đọc theo mình. Need, bed, stand, bed. Got it? Mình hãy luyện tập một lần nữa nhé. Need, bed, stand, bed. Ok, sau đây chúng ta hãy cùng luyện tập với một số câu sau đây nhé. Câu thứ nhất, she had a bad cold. Câu thứ hai, Eddie's birthday is today. Câu thứ ba, David didn't do the dishes. Câu thứ tư, Dan drove us around before dinner. Sau đây sẽ là một phần quiz nhỏ, các bạn cùng luyện tập cho mình nhé. Câu thứ nhất, Peter is still waiting for the letter. Câu thứ hai, my little daughter is at the party now. Câu thứ ba, câu cuối cùng, we need 40 bottles of water for the meeting. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ ba, đó là âm phụ âm M. Âm phụ âm M trong tiếng Anh sẽ khác với tiếng Việt. Nhé các bạn,
Ở đây chúng ta sẽ đọc là hmm. Hmm. Khi âm hmm. đứng đầu một âm nhé. Các bạn hãy đọc theo mình nhé. Meet, men, mean, moment, mine. Chúng ta hãy cùng đọc lại một lần nữa nhé. Meet, men, mean, moment, mine. Sau đây sẽ là trường hợp âm đứng cuối một âm hoặc một từ nhé. Các bạn cùng luyện tập với mình. Drum, climb, lime, game, fame. Chúng ta hãy cùng đọc lại một lần nữa nhé. Drum, climb, lime, game, fame. Sau đây chúng ta hãy cùng level up và luyện tập với một số câu sau đây nhé. Câu thứ nhất. Maybe my mother will make something. Câu thứ hai. I'm coming home with them tomorrow. Câu thứ ba. My roommate is from Maine. Sau đây chúng ta hãy cùng chuyển sang âm phụ âm N. Âm phụ âm N ở đây chúng ta sẽ cùng đọc là N. Khi âm N đứng đầu một âm, chúng ta hãy cùng luyện tập một số từ sau đây nhé. Nice, nap, nephew, naughty, night. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. Nice, nap, nephew, naughty, night. No, knock, knowledge, new, night. Cùng đọc lại một lần nữa nhé. No, knock, knowledge, new, night. Sau đây sẽ là trường hợp khi âm N được cuối một âm hoặc một từ nhé. Chúng ta cùng đọc. Clean, sun, beam, fun, run, done, gone. Cùng đọc lại một lần nữa nhé. Clean, sun, beam, fun, run, done, gone. Ok, sau đây chúng ta cùng luyện tập với một số câu sau đây nhé. Câu thứ nhất. The thin man is an African dancer. Câu thứ hai. Tony has taken the train. Câu thứ ba. Nancy has many new friends. Câu cuối cùng, câu thứ tư. I haven't eaten a banana. Sau đây chúng ta hãy cùng chuyển sang âm cuối cùng của âm phụ âm nhé. Đó chính là âm N mắc như thế này. Mình đọc là các bạn lưu ý là hãy kéo thật dài âm ra nhé. Ok, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với trường hợp khi âm đứng cuối một âm nhé. Chúng ta sẽ có những từ sau đây. Sing, ring, long, bang, string. Ok, chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. Sing, ring, long, bang, string. Ok, sau đây sẽ là âm phụ âm N mắc khi ở trong một câu nhé. Câu thứ nhất. Is something wrong?
Câu thứ hai, I have been waiting for a long time. Câu thứ ba, how long have you been studying English? Ok, các bạn hãy cùng luyện tập thêm ở nhà để có thể phát âm chuẩn những âm phụ âm đó nhé. Chúc các bạn hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.